Rồi bây giờ mình tiếp tục làm cái câu số 6 rồi nha. Nhờ các bạn đọc giùm thầy cái đề nha. Gọi tên đi. Rồi bạn này tên gì? Nguyễn Thị Thúy An đọc đề giùm thầy không? Dạ Thúy An thầy, đọc không? dạ có. Đọc đề giùm thầy. Dạ thầy, là theo hỏi sinh viên ở thành phố Long Xuyên thì có 60% sinh viên hiện nay đang theo học đại học muốn tìm việc làm ngoài giờ học. Một mẫu gồm 200 sinh viên được chọn ngẫu nhiên, tìm xác suất để trong số đó có hơn 130 sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ học. Rồi thầy cảm ơn em. Thì ở đây là mình vận dụng cái định lý giới hạn trung tâm trong trường hợp nó có cái tỷ lệ tổng thể nè, tỷ lệ tổng thể là B đó. Thì ở đây đó là sử dụng cái định lý giới hạn trung tâm là cái định lý số 3, cụ thể là định lý số 4 áp dụng cho cái phân phối gì thì phân phối bánh đu ly đó em. Khi cỡ mẫu khá lớn không? Phân phối mẫu khá lớn thì cái biến ngẫu nhiên Z này nó sẽ có được con phối chuẩn 0,1 không? Thì vận dụng như bài này thì N này là chỗ này là N bằng 200 và mình gọi M là cái số sinh viên trong 200 sinh viên này không? Thì bây giờ tính xác suất để mà cái M này nó lớn hơn 130 thì cái này nó sẽ bằng là xác suất là M chia 200 lớn hơn 130 chia 200. Nhưng mà cái M này nó chính là cái B ngang đó. Tức là xác suất để cái B ngang này nó lớn hơn 0,65. Thì đề bài nó sẽ tương đương là tính xác suất để mà cái số sinh viên tìm việc làm ngoài giờ lớn hơn 130 thì nó sẽ bằng xác suất để mà cái tỷ lệ mẫu nó lớn hơn 0,65. Thì ở đây là thầy gợi ý như thế. Bây giờ coi mình coi cụ thể lời giải hay sao. Thế là mình gọi B là tỷ lệ sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ. Thì theo đề bài là chúng ta có cái B này bằng 0,6 nè. Gọi M là số sinh viên đang muốn tìm việc làm ngoài giờ trong số 200 sinh viên mà mình khảo sát đó. Thì bây giờ đó là cái tỷ lệ mẫu của mình đó là B ngang nó sẽ bằng M chia 200. M này chưa biết các em, M này số chưa biết. Mình có thể quy cái này về phân phối nhị thức cũng được nha. Thì xác suất có hơn 130 sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ thì cái xác suất này nó bằng xác suất là cái B ngang này lớn hơn 0,65 được chưa? Thì xác suất để cái B ngang này, nhưng mà mình lưu ý là cái B ngang này đó thì cái xác suất này đó thì mình sẽ chuyển về cái xác suất để mà cái Z chuyển về này là nó bằng là cái xác suất để là cái B ngang nè trừ B chia căn bậc 2 của B nhân 1 trừ B phải không, nhân căn N. Cái này nó sẽ nhỏ hơn là gì? Đấy. Nhưng mà cái thằng này nó chính là Z, mà Z này nó là nó lại có phân phối chuẩn 0,1. Đúng chưa? Đó. Thì bây giờ mình chủ yếu là mình sẽ chuyển về cái phân phối này. Thì cụ thể là cái này là theo định lý giới hạn trung tâm thì Z này có luật phân phối chuẩn 0,1 nè.
Vấn đề thầy ghi thêm thôi. Thì xác suất này nó sẽ bằng xác suất này là lớn hơn nhé, lớn hơn chỗ này thì thầy ghi nhầm mà. Này mới lớn hơn. À, lớn hơn. Đấy. Cho nên là cái xác suất mình cần tính đó nó sẽ lớn hơn, nó sẽ bằng cái xác suất để mà z nó lớn hơn cái số này. Lớn hơn số này đúng không? Đấy, xác suất z lớn hơn số này, mà xác suất z lớn hơn số này thì nó sẽ bằng 1 trừ cho phi của cái số này. Mà cái số này mình tính ra thì nó ra nhiêu? Tính ra là 1,4434 không? Đấy, và mình gắn vô mình bấm máy rồi. Cái số này em tính lại cái số này coi. Mình kiểm tra lại cái số này ha. Là 0,65 trừ 0,6. Cái B là bằng 0,6 như đây. 60% nè. Cái tỷ lệ mẫu đó. Rồi nhân cho căn của 200. Căn bậc 2 của 200. Rồi cái là mới chia lại cho căn bậc 2 của 0,6 nhân 0,4 thì cái số này nó là 1,4434. Bây giờ mình lấy 1 trừ phi của 1,4434 ha. 1 trừ phi. Phi là cái gì? Phi là option đúng không? Số 4, số 1. Thì đáp án nó ra số này. Đấy, cũng cái bài này bây giờ nó hỏi bây giờ mình chọn một mẫu gồm 100 500 người, 500 sinh viên. Rồi à, tính xác suất là trong 500 sinh viên đó thì có hơn là 350 sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ. Mà mình tính được không? Không, ví dụ như trong cái đề này bây giờ mình sửa cái đề lại bằng cách là bây giờ là mình cái mức này nó vẫn là 60%, chỗ này vẫn giữ nguyên nhưng mà tôi sửa số này là 500 rồi tôi sửa số này là thành là 350. Vậy bây giờ mình tính được không? Đó, bây giờ các em đặt vấn đề cái gì mà làm được thì có nghĩa là mình hiểu bài đó, còn mình không làm được thì là chưa hiểu. À, đó, bây giờ thầy đặt ra như thế là em làm được không? Bây giờ thầy sửa cái số này lại thành là 500. Sửa cái số này lại thành 350. Đó, bây giờ chúng ta làm được không? Mình vẫn trình bày như thế này đúng không? Thì mình thấy là cái 350 mà chia cho 500 á là nó ra 0,7 không? Thì con số này mình thay là bằng 0,7 này. Đó, 0,7 rồi trừ 0,6 chia như thế này, thấy không? Cái chỗ này là căn 500. Đúng chưa? Nó ra là nhiêu? Nếu mà con số này là 0,7 rồi số này là 500 thì nó ra cái gì? 0,7 căn 500 rồi là mới chia cho căn của 0,6 vẫn là 0,6 với 0,4 thì con số này nó ra nhiêu? Ủa, số lớn ha, số này nó lớn này, xác suất nó bằng không à. Rồi phi của số này bằng 1 rồi, cái 1 trừ 1 bằng không. Nếu mà mình sửa lại số như thế thì cái xác suất nó bằng không. Bây giờ mình sửa số mà lớn vậy thì lấy cái sửa cái số này là 500 thì rồi sửa cái số này ở dưới đây là khoảng là 320 này kia chắc được. Mà tính xác suất được ha.
Rồi cái câu này các em còn thắc mắc gì không ạ? Nếu không thì mình sang cái câu mới ha. Được chưa các em? Nãy giờ là chúng ta học như thế thì mình theo kịp bài không các em? À, theo kịp không? Minh Thư nè. Theo kịp bài không Minh Thư? Dạ kịp thầy ơi. À, Kiều Quanh nè. Kiều Quanh nè, hiểu bài không Kiều Quanh? Võ Thành Chiến nè. Thành Chiến còn ngồi đây Hiểu thầy ơi. không? Ừ, hiểu là được rồi thầy, cảm ơn. Rồi thôi bây giờ mình sang tiếp ha. Cái bài tiếp theo. Bây giờ là cái câu tiếp theo của mình là câu số số 7. Một bạn nào đọc cái đề cho thầy câu số 7 coi. Để họ gọi tên đi ha, để biết bạn nào bây giờ. Phạm Ngọc Thạch đọc cái đề giùm thầy các em. Thạch có mặt không ạ? Mít bị lỗi rồi hả? Rồi thôi bây giờ bạn Trần Thị Tú Anh đi đọc đề thầy đi. Tú Anh có Dạ có. không? Rồi đọc đề thầy em. Nó mất tiêu rồi. Sang nha thầy. Câu 7. Một mẫu kích thước N được thành lập từ tổng thể tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vụ. Hy vọng. Trời ơi nó đọc cái kiểu gì vậy trời, Xíu không thấy. chữ nhỏ không thấy hả? À, chiếu là to lên chút nè. Rồi đọc thấy không, đọc lại coi. Câu 7. Một mẫu kích thước N được thành lập từ tổng thể tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng U và độ lệch chuẩn là 8. Hãy xác định N sao cho với xác suất 0,9 gì 0,9524 trung bình mẫu nằm trong khoảng từ U đến 4, Mi trừ 4 đến mi cộng 4. pi trừ 4 đến pi cộng 4. Ừ. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ là ở đây là đề bài nó cho thế này nữa. Tức là ở đây là nó cho là cái xác suất để mà cái ít ngang này nè nó nằm trong khoảng từ mi trừ 4 đến mi cộng 4. Không? Xác suất nó cho này. Nó có dấu bằng. Không, trong khoảng này. À trong cái khoảng thì ở đây không không có dấu bằng. Không có dấu bằng. Này nhầm, cho trong khoảng. Nhưng mà trong khoảng hay trong đoạn gì á thì trong trong khoảng hay là trong đoạn gì cũng thì nó cũng không thay đổi giá trị. À, trong khoảng thì nếu mà nó nói là trong khoảng
trong khoảng này thì mình sẽ viết là cái xác suất để x ngang nó lớn hơn mi trừ 4 nhỏ hơn mi trừ 4, và đề bài nó cho cái xác suất này nó bằng nhiêu, 0,9524. Cái x ngang này thì em nhớ cho thầy là cái x ngang này nè, x ngang thì nó bằng là 1 phần n đúng không, x1 cộng x2 cộng chấm 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 cộng cái xn. Đấy, thì cái x ngang nó tính bằng thức gì, nhưng mà bây giờ đó là đề bài nó cho là cái xác suất là x ngang nó nằm trong cái khoảng này nè, nó bằng như thế này nè. Như vậy thì từ cái điều này, từ cái điều này mình sẽ suy ra được cái n bằng bao nhiêu không. Đấy, đề bài nó cho như thế. Nhưng mà ở đây nó biết là gì đây, nó cho biết thêm là cái sigma này nó bằng 8, nó sigma bằng 8 nữa. Vậy thì nó có mấy cái dữ kiện đây này, cái xác suất này nó bằng cái số này, rồi sigma nó bằng 8 nữa, vậy thì n bằng nhiêu, thấy không? Đấy. Thì cái bài đó cụ thể là thế, nhưng mà nó vận dụng là cái gì, cái định lý về phân phối của trung bình mẫu, là cụ thể là cái định lý số 3, số 2 này nè. Định lý số 2 này tức là mình sẽ sử dụng cái z này, cái z này có phân phối chuẩn 0,1, phân phối chuẩn chuẩn tắc, cho nên là cái xác suất này đó, cái xác suất này là mình đưa về xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc, đúng không? Đấy, thì cái xác suất này nè, tức là cái điều kiện mà mình đưa đây nè, này nó sẽ ghi thành là xác suất nè, để là cái x mà ngang này trừ cho mi đó nó nhỏ hơn 4 và nó lớn hơn trừ 4. Cái số này đó. Thì bây giờ cái này nó chưa chưa đưa về z được, vậy thì cái này nó sẽ tiếp tục bỏ giá trị tuyệt đối vô, thì cái này nó nhỏ hơn 4, nó giảm bằng con số này. Đúng chưa? Đó. Vậy thì từ cái điều này mình có suy ra được n nào chưa? Vẫn chưa. Thấy không? Chỗ này vẫn chưa suy ra được n nào. Cái là mình mới tiếp tục mà chia cho cái sigma của nó. Thì cái xác suất này là x ngang trừ mi chia sigma nhân cho căn n vô. Lấy trị đối. Đúng không? Lấy trị đối. Nhân đi. Cái nhỏ hơn. Vậy thì nếu mà mình nhân cho căn n hai vế thì chỗ này gọi 4 sẽ nhân cho căn n. Cái này chia vẫn chia cho sigma. Không? Thì vẫn là con số này. 9524. Tới đây thì cái thằng lấy trị đối này thì nó có dạng là xác suất để là trị đối của z nhỏ hơn số này. Ở đây là sigma nó cho bằng 8 nữa. Cho nên là chỗ này đó là nó còn là căn n chia 2. Xác suất là căn n chia 2. Đó, nó bằng là 0,9524. Vậy thì từ ở đây mình có tìm ra được n không? Tìm ra được n không? Tìm ra được n. Đó, mình cứ lần lần xuống như thế này rồi mình coi mình tìm được n hay không nha. Thì cái cách giải như thế này. Đấy, thì cái xác suất này là để cho như thế này phải không? Mình ghi lại thành cái xác suất này. Đó là trị đối của x ngang trừ mi nhỏ bằng 4. Cái đề bài cái này thực chất là nó không có dấu bằng, trong khoảng là không có dấu bằng, đúng. Mà có dấu bằng thì cũng không có ra kết quả khác, tại vì biến ngẫu nhiên đây là liên tục. Thì bây giờ thì cái xác suất này nó tương đương này, bây giờ cái biến này là biến ngẫu nhiên z à. Đó, thì cái này nó ra xét z, xác suất z này nhỏ, nhưng mà bây giờ cái biết theo định lý mà phân phối của theo định lý phân phối của trung bình mẫu á, thì cái thằng z này nó có phân phối chuẩn 0,1 nè, cho nên là cái xác suất này là nó sẽ tương đương là hai lần phi của căn n chia 2 trừ 1 này nó bằng 0,9524, đúng chưa? Đó, và do đó là chỗ này là nó sẽ bằng cái gì, bây giờ
đem hai mình chuyển số âm 1 qua đây là dương 1 phải không? Tức là 2 phi của cái số này nó sẽ bằng 1,9524. Và sau đó mình chia 2 mình sẽ được phi của con số này. Và từ cái con số này nè, bây giờ mình tra cái bảng coi cái phi của cái số mấy, phi của cái số mấy mà nó bằng 0,9762. Không? Đó là mình lấy 1 nè. 1 cộng 0,9524. Sau đó mình đem chia cho 2 thì là 0,9762. Mình tra trong cái bảng này coi cái chỗ nào là 0,9762. 9761 để đây có nè. Đúng không? Em thấy trong cái bảng số 2 này nè. Nó có 0,9761. Rồi 0,9767. Không có 0,7962. Đúng không? Đấy. Và 0761 thì cái giá trị của nó là chính là phi của 1,98. Phi của 1,98. Thấy không? Cho nên khi mà mình tra bảng thì nó ra được cái số này nè. Số này là nó bằng là phi của 1,9808. Cho nên là cái số này nó sẽ bằng là 9808. Thì khi mà được cái số này rồi là mình bấm shift show mình tìm n cái. Để n nó ra 15 phẩy mấy đó. Nhưng mà ở đây đó là do n là số nguyên. Thấy không? N là số nguyên cho nên mình lấy n bằng 16. Được chưa? Nếu mà mình tra bảng thì nó không có ra được con số này đâu, nó ra 1,98 thôi. Ở đây là thầy bấm máy nè. Thì chỉ về cái bấm máy thì máy 580 ha. 580 mình mới bấm được con số này, bấm ngược lại. Là em bấm chế độ này là mod 7 phải không? 7. Menu 7. Em bấm lại nè, menu 7 nè. Thì cái chỗ này em bấm ngược phân phối chuẩn. Ngược của phân phối chuẩn, ha. Bấm số 3. Cái này của mình là 0,9762. Thì cái này là phân phối chuẩn 0,1 thì sigma nó bằng 1, mi nó bằng 0. Đó, mình bấm ra nè. 0,9 nè. 1,9809 nè. Chỗ này 9809 mới đúng. 9. À. Thì ở đây là em nhân 2 lên. Nhân 2 được căn n đúng không? Tức là 2 nhân cho 1,9809. Thì ra được con số này em mới bình phương lên. Bình phương lên. Thì nó ra được 15,69 thì làm tròn là 16, vì kích thước mẫu n bằng 16. Thì cái bài này nó giải như thế. À, đó là câu 7. Thì cái bài này á, là vận dụng là bảng tra ngược của phân phối chuẩn, thấy không? Tức là nó có cái giá trị của hàm phi rồi, bây giờ mình phi của alpha nó bằng mấy đó, bây giờ mình tra ngược là mình tìm alpha. Bài này chúng ta có thắc mắc gì không? Thế thì cái nếu mà mình có cái máy 570 thì mình có tìm được cái hàm này không? Để bấm mũi tên xuống chỗ số 3 này, nó có nè, số 3 nè. À, em bấm invert normal đó, invert normal số 3. Là mình tra ngược là 0 phẩy nè. 9762 phải không? Cái sigma nó là vẫn là 1. Độ lệch chuẩn là 0, mặc định cái đó. Rồi ra được con số là 1,9809 nè. Đúng không? Bây giờ cái đó là tra ngược, bây giờ xui lại. Xui lại thì lúc nãy mình có là mod 31 phải không? Mod 31 AC rồi shift 1 51. 1,9809. Rõ ràng là 0,9762 này đúng không? Đó là cái này là tính xui này.
tức là nó có cái giá trị alpha, mình tính phi của alpha. Bây giờ nó cho phi alpha rồi mình tìm trở ngược là alpha là tính ngược, tìm gọi là hàm chuẩn ngược. Rồi cái bài này chúng ta còn thắc mắc gì không ạ? Nếu không thì mình sang cái câu mới ha. Câu này là câu số 7 á. À, có cần trao đổi gì không chỗ này? Rồi chúng ta có trao đổi gì không thêm cái bài này em? Vậy thì cái bài này như vậy được hay em? Cái chỗ này là cái dấu bé hơn, nó nằm trong khoảng, nếu mà nó nằm trong đoạn đó thì mình lấy dấu bằng. Rồi chúng ta sang cái câu tiếp theo các em, câu số 8. À, một bạn đọc cái đề cho thầy câu số 8. Trần Thị Cẩm Tiên đọc về thầy. Cẩm Tiên có mặt không ạ? Trần Thị Cẩm Tiên. Trần Cẩm Tiên sao mà không có lên tiếng vậy? Nguyễn Thị Trúc Linh. Dạ có em thầy ơi. À, Nguyễn Thị Trúc Linh đọc đề giùm thầy đi em. Câu 8, số liệu thống kê cho biết có 40% các hộ gia đình ở thành phố A có thu nhập hàng năm nằm trong khoảng từ 1.200 USD đến 2.000 USD. Vậy phải điều tra một mẫu gồm bao nhiêu hộ gia đình để với xác suất 0,95 tỷ lệ các gia đình có thu nhập trong khoảng nói trên sai lệch so với tỷ lệ chung của thành phố không quá 4%. Đó là cái tỷ lệ mẫu. Rồi, thầy cảm ơn em. Thì ở đây nó yêu cầu là nó cho là cái tỷ lệ mẫu mà nó sai lệch so với cái tỷ lệ chung của thành phố không quá 4%, tức là tỷ lệ mẫu này là cái bê ngang này. Không, nó lệch so với cái tỷ lệ chung của thành phố. Tỷ lệ chung của thành phố là 40%, tức là 0,4. Không, và cái độ lệch này là nó không vượt quá 4%, tức là không vượt quá 0,04. 0,04 tức là nó từ 0,04 trở xuống, đúng chưa? Đó, và đề bài nó cho cái xác suất, cái xác suất của cái biến cố này không là bằng 0,95. Mình phân tích cái đề ra nè,
Đó là với xác suất 0,95, tỷ lệ các gia đình có thu nhập trong khoảng trên sai lệch so với tỷ lệ chung của thành phố. Không, tỷ lệ các gia đình có thu nhập trong khoảng trên, tức là cái tỷ lệ này mình lấy ở trên cái mẫu, mình lấy trên cái mẫu mà nó sai lệch so với cái tỷ lệ chung của thành phố. Không, sai lệch so với tỷ lệ chung của thành phố là 0,4, tức là 40% nè. Cái tỷ lệ này là tỷ lệ trên mẫu, nó sai lệch so với tỷ lệ trên thành phố, nó không quá 4%, tức là không là từ 0,04 trở xuống. Và nó cho biết cái xác suất này là 0,95. Như vậy thì ở đây mình kêu mình n bằng bao nhiêu, tức là mình dùng cũng bài toán tra ngược lại, đúng không? Đấy. Thế bây giờ cái xác suất này á thì mình phân tích tiếp nè. Cái xác suất này thì nó tương đương là xác suất để cái b ngang trừ 0,4. 0,4 là cái b đó, để chia bậc căn bậc 2 của 0,4 rồi nhân cho 1 trừ 0,4 rồi nhân cho căn n, nó sẽ bé hơn bằng 0,04 này nhân căn n. Đấy. À, cái xác suất này bằng 0,95. Nhưng mà theo cái định lý giới hạn trung tâm á, thì cái nguyên cái thằng này á, là mình đặt là z nè, thì cái này nó sẽ tương đương là xác suất z nó nhỏ hơn số này. À, số này á, là nó liên quan đến cái căn n, cho nên là mình sẽ tính cái số này cái, tính số này cái, thì em thấy là chỗ này nó có 0,04 rồi chia cho căn bậc 2 0,4 nhân 1 trừ 0,4, tức là 0,6. Số này nó ra nhiêu? Số này là nó ra là căn 6 phần 30. Tức là chỗ này nếu mà mình nhìn thì mình sẽ ghi chỗ này nó là căn của 6n phần 30. Không, cái này nó bằng 0,95. Vậy thì ở đây mình sẽ tìm n như thế nào? Lưu ý là chỗ này là có chỉ đói kìa, chỉ đói, chỗ này có chỉ đói trên mình ghi thiếu chỉ đói. Vậy thì cái này nó sẽ tương đương là 2 lần phi của căn bậc 2 của 6n phần 30 trừ 1 bằng 0,95, đúng không? Đó, bây giờ mình triển khai là coi cái này mình chuyển giới qua là 1,95 chia 2, vậy thì cái này nó sẽ tương đương là phi của căn 6n chia 30 bằng là 1,95 chia 2. 1,95 chia 2 là 0,975. Không? Mà 0,975 nó chính là phi của 1,96. Mình tra cái bảng nè. 0,975 là phi của 1,96. Đúng không? 1,96. Như vậy thì cái số trong đây nó sẽ bằng là nhiêu? Vậy thì đây mình sẽ suy ra được là căn bậc 2 của 6n phần 30 bằng 1,96. Bây giờ mình muốn tìm n thì mình bấm sao đây? Thì là mình có 1,96 nhân lại cho 30. À, là được cái số này. Mình bình phương lên thì mình sẽ được 6n, đúng không? Bình phương lên mình được 6n, và cái này mình có đem đi chia cho 6 thì mình được n. 576,24. À, chỗ này em bấm shift son cũng được, tới đây em bấm shift son cũng được. Thì mình lấy cái số n, mình lấy cái phần nguyên của cái số này mình cộng thêm 1 là n là 577. À, đấy là mình phân tích, mình giải thử từ cái đề bài mình phân tích dần dần xuống. À,
Nhưng mà bây giờ trong quá trình giải là mình sẽ từ đây xuống đây mình sẽ giải thích thêm bước nữa. Không, từ đây xuống đây nè. Từ cái này mình xuống đây là mình sẽ giải thích thêm bước nữa. Đấy. Thì cái cách giải là như thế. Bây giờ mình sẽ đi vào cái là giải chi tiết của bài này ha. Giải chi tiết của bài này. Mình xóa bỏ cái là giải này. Tôi đã ẩn cái lời giải chi tiết rồi, bây giờ tôi sẽ mở lời giải cho các em xem. Không quá tỷ lệ chung của thành phố, tức là B ngang là tỷ lệ mẫu ha. Bây giờ tính xác suất nè, B cái xác suất này nó cho là 0.95 nè. Thì cái xác suất này nó sẽ tương đương với xác suất này đúng không? Lúc nãy mình nhân thêm căn n rồi chia cho căn bậc 2 của 0.4, 1 trừ 0.4. Thì theo định lý giới hạn trung tâm á, thì cái thằng ở trong dấu giá trị đối này nó chính là tuân theo luật phân phối chuẩn 0.1. Tuân theo luật phân phối chuẩn 0.1. Cho nên là cái số 1 này đó là nó sẽ tương đương cái gì? Số 1 này nó tương đương là 2 lần phi của cái số này. Phi cái số này lúc nãy là mình tính ra được là căn 6 chia 30 đó. Tức là 2 lần phi của căn 6 chia 30 nhân căn n đó, thì trừ 1 nó bằng 0.95. Và mình tính ra được cái này, phi của cái số này là bằng 0.975 ha. Mà 975 thì bằng 1.96, vậy thì cái số này nó chính bằng 1.96. Và bây giờ mình bấm shift show ra chỗ này. Shift show ra thì mình sẽ được con số n bằng 576.24. Vậy thì mình chọn n bằng 577. Vì đáp án là nó hỏi là phải điều tra một mẫu gồm bao nhiêu hộ gia đình, thì mình trả lời là vị mình điều tra thêm 577 hộ gia đình. Kết luận là vậy, điều tra 577 hộ gia đình. Thì bài toán xác định cái thước mẫu của mình như thế. Này chiếu vừa cái đề vừa cái lời giải lại cho các em xem. Thì buổi chiều nay là mình tập trung giải mấy cái câu hỏi của cái bài tập về chương 4. Thì tới đây là mình đã giải được 8 câu rồi. Còn 2 câu. Câu số 9 là câu số 9. Một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là 5%. Nếu kiểm tra 100 sản phẩm mà tỷ lệ mẫu không vượt quá B, là tỷ lệ B ngang mà nó bé hơn B thì được phép xuất khẩu. Thì B để lô hàng được phép xuất khẩu với xác suất là 95%. Đó, mình cũng bài toán tìm ngược mà. Không, bài toán tìm ngược mà. Thì bây giờ lô hàng được phép xuất khẩu khi mà cái B ngang này nó nhỏ hơn B không. Và theo đề bài đó thì bây giờ là cái xác suất là B ngang là nhỏ hơn B không này là bằng 0.95. Bây giờ là thì cái xác suất này đó là mình cái chỗ B ngang nhỏ hơn B không đó thì mình đều nhân cho căn bậc 2 của 100. N nó cho rồi, bài này N nó cho rồi. Rồi chia cho căn bậc 2 của B0 nhân 1 trừ B0. Đấy. Thì cái xác suất này bằng 0.95. Nhưng mà cái thằng này nó lại có luật phân phối chuẩn 0.1 không? Cho nên cái đẳng thức này nó sẽ tương đương cái gì? Nó tương đương là phi của cái số này nó bằng 0.95. Phi của số này bằng 0.95 là 0.95 nó chính là phi của 1.6449. Cái chỗ này là các em có thể tham khảo thêm cái tra bảng, cái chỗ này mình tra bảng. Cái chỗ này là bằng phi của, mình bỏ số này đi. Lý do là
chỗ này á nó bằng là phi phi của 1,6449. Cái này em tra cái bảng số 4 ở phía sau, bảng này có. Mình tra ngược lại. Chỗ này nó chỉ có 0,95 thì không có. 9505 thì nó có nè. 0,9505. Rồi 9495 thì có, nhưng mà cái này là 1,65. À, 1,65. Nó nằm giữa 1,65 với 1,64. Thì kết quả mình bấm ngược lại đó là nó sẽ là 1,6449. Thấy không? Cho nên là cái chỗ này là nó ra là phi của 1,6449, cho nên là cái số ở trong cái ngoặc này nó sẽ bằng 1,6449, mà mình bấm shift show ra mình sẽ tìm được cái B0. Ở chỗ này bấm shift show ra tìm được cái B0. Thấy không? Nên thầy bấm thử coi. Bấm cái shift show ra tìm được cái B0 không ha. Cái B0 này mình bấm hình là cái chữ X đi. Chữ X trừ 0,05 rồi chia cho căn bậc 2. Nhân cho 1 trừ 0,05 thì mình bấm 0,95. Rồi cái này mới nhân cho căn trăm, không căn trăm mà bấm cho 10 đi. Căn trăm bằng 10. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng này nó bằng 1,6449. Rồi bấm shift show thử coi. Là 0,8008 nè. 0,08. 0,0858. Mình lấy là bằng 0,0086 luôn. Vì B bằng 0,086 B0 à. Đấy, thì cái bài này cũng là bài toán tra ngược, và tra ngược là cái bảng. Nhưng mà do cái bảng của mình đó là nó chỉ có hai chữ số thập phân, thấy không, hai chữ số thập phân, rồi nếu mình tra ngược là không có. Có một cách khác nữa là em có thể tra cái bảng ở đây, nó cái bảng này. Tức là nếu mà nó có con số phi z này, phi z là bằng 0,95, phải không? Thì z nó là bằng cái gì? 1,6449, em tra cái bảng số 4 này được, bảng tra ngược. Tra ngược lại. Thấy không? Thì lúc nãy là phi của 0,975 thì nó bằng là 1,96 nè. Được chưa? Mình có thể sử dụng cái bảng này, nếu mà em nào không có máy tính bấm tra ngược lại thì mình sử dụng cái bảng này được. Này. Nếu mà tra ngược lại nè, em sẽ bấm menu 7 ha, số 3. Cái dùng này thì em bấm là 0,95, 1,6449. Còn cái máy 570 này thì mình bấm mod mũi tên xuống, chọn số 3. Tra ngược của phân phối chuẩn là chỗ số 3 này, inverse normal số 3, ví dụ là 0,95. Độ lệch chuẩn 1, hy vọng là 0, thì dẫn ra kết quả 1,6449. Được chưa? Và nếu mà tra bảng thì cái bảng số số 3 trong giáo trình của thầy Điền ha, là không, phi của z là bằng 0,95 thì z là bằng 1,6449. Thì đó là cái câu số 9. Còn một câu nữa thì thầy thả đây cho các em là làm câu này tự làm không. Thì coi như cái buổi học của mình đến đây, thì mình có thắc mắc gì mình trao đổi ha. Thắc mắc gì cái bài này không? Bây giờ còn có 43 bạn vậy. Cái lớp học thì buổi chiều thứ tư là danh sách là tới 70 người, bây giờ còn bốn mấy người học, kiểu học cả ngày. Thầy thấy thầy dễ là nó học nó lơ là.
Thì cái phần buổi học tuần trước á, là thứ thứ tư tới là các em làm bài test cho thầy ha. Buổi học thứ hai tuần trước thì thứ tư tuần sau là mình làm, còn thứ thứ hai tuần này mình học là thứ thứ tư tuần sau mình lại tiếp tục làm bài test của cái phần này. Thì để thời gian rộng ra để cho các em xem lại mấy cái video phát lại không, để mà chúng ta đã hiểu được cái vấn đề rồi chúng ta hãy làm bài test vậy ha. Thì buổi học hôm nay mình dừng ở đây ha. Rồi thầy chào các em. Bye thầy.